Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trong ngày một kiếp khó tìm cầu. Con đang nghe thấy chuyên trì tụng người tỏ như là ngày nhìn màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 722 kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ quyển 5. Khi ấy vua trời Đế Thích nói với chúng trời: Ông đã tạo điều lành và nên giữ lấy và làm cho tăng trưởng như ý. Vui mừng rồi liền nói kệ: Ba điều lành đã tạo, ba loại, ba nhân duyên, ba vị đến ba địa, ba đức, ba đại quả. Không giết thí tối thượng, pháp này ông ưa thích, được nhẫn nhục chân thật, được sinh các cõi trời. Tùy thân có cung điện, thọ xuống vui cùng tột. Nếu người ưa điều ác, sinh nơi không an vui, bị tà pháp trói buộc, làm sao để ra khỏi. Cái lành trời người tạo, vốn huân tập trong thức, khi nghiệp kia cảm quả được sinh cõi trời người, ưa thích nơi sinh ấy, tâm tự tại an vui. Lúc đó trời đã thích là nói: Các ông này đã đủ phước đức lớn, được sinh ở cõi trời, hưởng thọ sẽ dưới xuống dưới ở cõi trời. Tùy theo phước quả của họ hơn hay kém mà có sai khác. Nếu tạo ra nhiều phước đức, huân tập trong thân thức, về sau sinh ở cõi trời, được nhiều xuống vui. Như vậy, tất cả vườn rừng hoa trái đều làm cho vui thích và vừa ý. Khi vào trong rừng kia, có loài phi điểu trời giải nói âm thanh khiến người thích nghe. Lúc này vì thiên tử kia đều nói kệ: Lành thay những bậc hiền, đời trước tu thiện nghiệp, kiên trì bảy luật nghi, thành tựu quả tu thắng, sinh trong cõi trời kia, được quả báo xuống vui, thọ trì các cấm giới, được lìa khổ chìm đắm. Vì trời giới thanh tịnh, được ao trời tốt đẹp, tùy ấy và tắm gội, lại mưa hoa vàng tía tung khắp ở trên thân. Cùng ao công đức kia, dùng hạt giống dưới ấy để ngăn ngừa tường điện, lên cõi trời chúa đẹp tự ý mà thọ dùng. Nếu ý người đã quyết cấm giới nên giữ gìn, khi sinh cõi trời kia sống vui vô bờ bến, dùng giới này trang nghiêm đạt được quả thiện thệ, mà thọ vui giải thoát phá giới tội ác nặng như dao và lửa độc, nên vững vàng giữ giới, bố thí pháp, tu bố thí pháp tài, xa lìa mọi chơ bay, nghiệp có trên dưới giữa. Quả cảm cũng như vậy. Nay được thân báo thắng, thường đội vòng ánh sáng, thọ nhiều niềm vui trời, thân sạch sẽ không dơ. Nếu người tạo nghiệp ác, quả khổ tự buộc thân, lần lượt bị chìm đắm, sinh tử không cùng tận. Ông đã sinh đến đây, hưởng thọ niềm vui trời, và khắp các vườn rừng, chớ buông lung kính mắt, buông thả lỗi lầm nhiều. Như Lai vẫn thường nói, vì thế người buông thả, thân hết trong ba độc, tinh tấn như cam lộ, tâm tánh tự mát mẻ, chấm dứt vòng sinh tử, rút ra đến bờ giác. Như Lai ta thọ kia, vừa nói lời vi diệu, mô tu thành hành liền ngã, cho nắm trong liên đảo. Nếu có người chống đối, ta lan sinh cùng hoạt, đoạn duyên giải thoát kia, bị chìm đắm biển khổ. Khi ấy, rồi đến tới cùng với chư thiên nữ và tất cả thiên chúng nhanh chóng đi đến thiền pháp đường. Đến nơi rồi, tất cả đều cùng nhau thỏa thích với đủ các loại vui chơi. Lúc đó vua trời xem xét sự vui thích của thiên chúng, biết họ đang tự giả dối đam mê, làm tăng trưởng phiền não, liền nói bài kệ: Trong cảnh giới giả dối, tham ái không biết đủ, hữu tình hôn mê đắm, phiền não sẽ tăng trưởng, bị cảnh trói căng thức như độc trong thức ăn. Thời sau đó nếu hết, mê buồn không an vui, không trước, sau và giữa, chẳng đời này, đời sau, khi nhân duyên hội ngộ, không ai khỏi nghiệp báo. Trời đã thích nói kệ này rồi, đã bảo tiếp: Sứ, giả sử tuổi trẻ sức mạnh chưa hẳn là sống lại, bốn tuổi biến đổi thì mau chóng tan diệt, khóa lạc hiển bày, tự tánh không có thật. Khi các vua đã thọ hết, thân tâm bị thúc ép không lúc nào được an ổn. Các ông chớ để ra si mê, ngu hoặc dối trá lường gạt. Nếu đối với tất cả cảnh giới có dính mắt không biết đủ, thì sau đó đại hoạn đến, giống như lửa dữ thiêu đốt cây cỏ, theo đó vào cảnh giới thì có thì thêm nhiều lỗi lầm. Cũng là như vậy, bị lửa phiền não thiêu đốt thân tâm, trái bỏ chánh đạo. Khi tướng tuy hiện ra, cõi trời cũng bị đọa lạc. Cho nên ta đã giáo hóa các ông, với các đức phiền não, của trường ma hoặc tất cả chúng trời. Từ đây luôn tạo lợi ích, đối với pháp hạnh cao tục, chí tâm tu tập, sau được vắng lặng và ăn vui hơn cả. Nay ông chớ có cao ngạo, mau tạo vụn lần, đối với đời tương lai, liền được quả báo cao tục, dự ý cho tổng. Nếu tạo nghiệp ác, các thứ báo theo thân, cung trời cũng bị rơi xuống chìm đắm trong điều ác,
tất cả cung điện lầu các tại đều ẩm mốc. Khi ấy trời đã thất thấy thiên tử kia, màn vừa hết trong chốc lát bị đọa vào đèo ác đường nổi kệ. Hương hoa sen rất thơm, các loại mọc trên núi, món báu vừa ý nhất để trang nghiêm khắp nơi. Suối chảy và ao tắm, hoa cây trái đủ sắc và cây kiếp vàng tía. Đàn chim đậu ở trên thường hót tiếng rất hay, vui lòng cả chúng trời. Lưu ly báu không dơ, xen lẫn ánh sắc vàng, lâu đài đẹp hơn cả, trang nghiêm luôn vừa ý. Quần sân không xa lìa nên biết là giả tạo, như bọt trên mặt nước, như điện chớp mây trôi, cũng như thành tầm hương chốc lát liền tan mất. Nếu sinh thơm giả dối rơi xuống đường luân hồi, như lửa độc si ái thiêu đốt các căn lành, chúng trời bị tuẫn giảm bỏ tất cả mọi đời. Trời đã thích lại nói tiếp, nếu trời ngu si thương người cuồng hoặc sẽ bị trời Atula và Alasat hằng phục, để sau đọa vào địa ngục làm rồng rắn, xa lìa chư thiên, ở mãi trong ba cõi, đi giao trói buộc, không được tự tại. Nếu lìa si ái và đọa thông đạt, làm đỡ ít hữu tình, đương về Phật đạo, ra khỏi thế gian, đoạn hữu và ái được nhất thiết trí, bình đẳng vô ngại, được ba môn giải thoát chứng ngộ khổ không, đến niết bàn chân thật, xa lìa luân hồi, không thọ thân sâu sắc hương vị xúc, không còn kiến mắt. Khi đó vô trời, thấy các chúng trời trong mỗi niệm vô thường lại tăng thêm nhiều lỗi lầm, hết lòng thương xót, phát lời chân thật nói bài cầu cùng, hết thảy ở cõi trời chìm đắm trong ngàn kiếp, giống như vòng lửa quay, sinh tử không cùng tận. Thấy người bị vô thường không xem xét chính mình, vì sau khi mạng chết tai hại cũng như vậy. Nếu bỏ tâm dơ bẩn không đắm trong cảnh giới, sinh tử chẳng thể hại, thường trụ chân tịnh tịch lạc. Nếu vi phạm giới hạnh như say uống thuốc độc, chẳng phải quân ma trời trói buộc ai cứu giúp. Bụi trần dính trên mặt, trong lòng sao thấy biết, mạng tàn nằm giữa rừng, ai mà còn say đắm. Nếu sinh lòng tham ái, chịu cùng chịu khổ vô thường, vĩnh viễn nơi sinh tử, đang xa lìa an vui. Ác lớn không dứt bỏ, bị luân hồi từ đây, cứ như gió bạo ác, thổi lay lá đỉnh núi. Từ nghiệp được sinh thiên, quả xuống vui, tự nhận, giới sáng không mơ mê, tự đầy đủ an vui. Tham ngu bị đọa lạc, như lửa phát ra khói, sau tự đọa địa ngục, nghiệp báo cũng như vậy. Lúc đó có vị trời tên là Ô Ba Miệt Du, do sức của nghiệp lành đời trước, được sinh ở cõi trời đáng lợi. Khi ấy thì kheo gì vua trời nào nói bài cờ tụng. Nếu tạo các loại nghiệp, khắp nơi vọng phan duyên, do sức tâm mê hoặc, tạo nên tất cả nghiệp, vì tâm trí tối thắng, tâm sâu sinh liên tục, dẫn sinh không gián đoạn, nhân ba cõi vô tận, tất cả nghiệp báo thân, lìa tâm không thể được. Thế nên hàng phục tâm sẽ được quả vô tận. Ông cần mau tấn tu, điều phục liền ba chấp, được tùy tâm mãn nguyện, lúc đáo được an vui. Nếu luôn điều phục tâm, vĩnh viễn lỗi không tăng. Người trí khéo điều tâm, các khổ không thể hại. Nếu tâm bị khổ kia, sao liên tục chịu khổ. Trong tất cả cảnh giới, được quả báo nhẹ nhàng. Trừ người A Tố Lạc, các lòng quỷ la sát, không lìa nơi một tâm, tâm làm chủ ba cõi. Ba cõi tự tâm sanh, trời người cùng địa ngục. Tùy tâm sinh tội phước, trôi giạt bị chìm đắm. Hòa nhân lành mê cảnh, ngu si sinh tham ái, chịu khổ rộng vô biên. Cùng đắm khó ra khỏi, xuất tâm khó điều phục, theo đuổi nhanh như gió, thi nhãn chớ duy hình, tướng thức đều như vậy. Người trí khéo điều phục, xa lìa ma trói buộc, vượt khỏi sông sinh tử, bao đến bờ bên kia, nghi hoặc không ngay thẳng, nạn ép nhiều không đấy. Hành vi tế một nhiều nhiều, không trụ trong sắc na, hành tướng ẩn khó lường, không thân khắp mọi nơi, ai dẫn dắt thế gian, người qua lại là ai, ẩn kính sâu trong pháp, tạo ra nghiệp của thân, tuy thấy hành sai khác, chớ cho pháp tương ưng. Vì sao khó điều phục, không sắc không hình tướng, chúng sinh bớt xấu ác như mắt sáng dịu cảnh, tuy thấy điều tốt xấu cứ như việc mộng ảo, bản tánh dáng khó cùng, ai lại có thể thấy. Dẫn dắt cho quần sinh thường lưu chuyển các nẻo, kiếm biến không cắt đứt, lửa giữa đốt chẳng dứt, tâm tất cả hữu tình tướng nghiệp lực như vậy, gia nghiệp rất bền vững, trói buộc với quần sinh ba tánh mà chẳng còn, chốc lát thiện chẳng thiện cũng lại đều bỏ hết, vịnh bám cửa sáu căn vòng cầu với trần cảnh, nơi dính mắt thế gian,
không hiểu phát sinh gì, như gương chiếu ở trước mà không chiếu ở sau. Bây giờ thiên tử nghe tỳ kheo kia nói việc như vậy, biết thuở xưa toàn làm các điều lành, nay được thân thù thắng nên liền nói kệ: xưa tu tâm tịnh diệu, cẩn thận giữ giới hạnh, cho nhân vi diệu này được trụ đạo an vui. Người khéo giữ gìn giới, phòng trái với lục nghi, sẽ đoàn trừ các hoạt chứng đạt vui tịch diệt. Giới có oai đức lớn, vượt qua khổ các cõi, cho đến khi mạng hết không sợ nẻo ác kia. Đường ác không thể cứu, xuất giới cứu tối thượng. Nếu có người giữ giới, vạn điều lành nương tựa, sau được quả sanh thiên, vĩnh viễn lìa hiểm nạn. Phật pháp thầy thánh chúng ba cõi đều tôn trọng. Phật nói các thiên tử nam bắc xét đất, thêm thân đảnh lễ lòng tôn trọng. Ngày lúc ấy Đại Đế Thích cũng vui mừng khắp bồi, ca ngợi sâu xa và liền nói kệ: giải thoát độc tham sân, quần sinh gần bạn đạo, có thể đến bờ giác, tại nơi quy mạng lễ, hàng phục lỗi ngu si vô vi không gì bằng, có thể đều tôn kính. Tại nơi quy mạng lễ, khi ở trong cõi trời kia có các cái phi điểu của giới ở giữa hư không, hoặc bay lượn cao thấp, hoặc ở trong ao báu đùa giỡn trong nước, có các thiên tử thích phục sự phóng đãng. Cùng với các cái phi cầm, dạo cho đam mê dục lạc không sợ đời ác, có tỳ kheo vì thiên tử kia tuyên nói kệ tụng: bèn sinh ham dục lạc, vui chơi kiểu ngu mê, chúng trời cũng như vậy. Các loài phi cầm kia, bậc chánh giáo tuyên nói: tâm các ông điên đảo, không sợ nơi nghiệp ác, quá vui đắm thế gian. Nếu trời có nghiệp tội rơi xuống ở địa ngục, nghiệp lực độc như vậy, người trí thường xa lìa, người đức mộng tuệ ích trước chỉ quán dục lạc, trái lại không tư duy thành tựu các quả khổ. Nếu người có trí tuệ, quán khắp mọi điều ác, cầu đoạn trừ ác nghiệp, lợi ích các vùng sinh. Nghiệp ác sinh các khổ, nhân tốt được lìa trói, hành tốt xấu không đồng, quả báo cũng như vậy. Mê khổ cho là vui, cầu an không thể được, trí độ chẳng lỗi lầm, không đau đến vắng lặng. Tu tu các tỉnh nghiệp, tìm cách nhóm căn lành, ta mùi tự hiện ra mô đến vật vô sinh. Chớ lưu luyến bàn sinh, vui chơi nơi vườn tược, biến giác càng tăng thêm, sau đó lại phía cầm. Nếu lại vô tiểu trí, nghiệp tốt xấu không phân, ngạ quỷ A-tô-la địa ngục cũng như vậy. Với nghiệp hay phân biệt, quả báo cũng không đạt, ở trong các nghiệp kia tướng sạch nhơ thâm cùng. Ngày đêm thường tinh tấn, nghĩ ba môn giải thoát không còn đọa địa ngục, rốt ráo được an vui. Thiên tử ông nên biết, tự vui tự khéo thành, tự hoặc sinh tự khổ, khổ vui chẳng lìa tâm, nên xa lìa lỗi lầm, dưới mắt các trần cảnh, phóng túng bị mù lòa, chật cái chết đến dục, chìm đắm nơi địa ngục, khổ não không cùng tận. Lúc đó vị trời kia có trăm ngàn thiên nữ sắc tướng đoan nghiêm tùy tự tại, ở giữa rừng kia ca hát chơi đùa có loài phi cầm, biết điều lành ở đời trước của trời đều nói bài kệ: xưa sinh tu nghiệp lành, nay lại được sinh thiên, nếu hành trái nhân lành sẽ chìm đắm nẻo ác, nghiệp báo đã quyết định, chư thiên đều bình đẳng, ăn vui chẳng ăn vui, nên các ông phải biết ái nhiệm vốn làm hại, giai nghiệp theo đó buộc luân chuyển không cùng tận, giai nghiệp lại làm nhân. Trên đến phi tượng xứ, dưới đến ba nẻo khổ, qua lại mau như gió, sinh số lại như mưa, tuần hoàn trong các nẻo vô thủy mãi như vậy. Nếu người tâm vắng lặng như nước sạch trong suốt, như hư không ly ngại, đạt được vui tối thượng. Năm thức duyên trần cảnh, ba ác nghiệp khéo theo, một pháp cũng bỏ hết, không được sinh quả trời. Sát đạo dâm vọng độc thường làm bạn đường ác, như lửa cháy thiêu đốt, người trẻ nên quán sát, ưa chân thật nhẫn nhục, ra đời gặp bạn lành. Nếu gần gũi tụ tập sẽ được quả tam thiên, giới ngự ý tà loạn, cẩn thận đừng các tham, sau chắc chắn sinh thiên, thành tựu quả nghiệp sạch. Nếu với nghiệp sinh tử mà không cầu giải thoát, quỷ diệm ma sát đến, làm sao trốn tránh được? Lúc ấy trời đã thích lại bạch: nếu có chúng sinh không sợ điều ác đối với tất cả mọi nơi, tâm đã bị dính mắc, vì dính mắc nên không có trí tuệ, nói dối, nói theo dối trá, định hốt đừng não loạn hữu tình, quay lưng với cái lời dạy chân chánh, thân cận thời xấu, bất hiếu cha mẹ, cho đến làm gián đoạn căn lành, dây nghiệp trói buộc như mũi tên bay nhanh, khi chết đọa vào địa ngục, đủ thứ hình phạt, chịu mọi cực khổ, không có dừng nghỉ. Các ông từ nay đối với tội duyên sinh tử phải mau xả bỏ, cho nên thâm đắm. Đối với tội thân
mạng phần có hạn, có dài, có ngắn, phải xem xét kỹ lưỡng các hành hữu vi trong từng sát na đều có sinh diệt, đều có lâu dài như bọt nước, như hình bóng trong gương, như điện chớp, như mây tan. Nếu như phước trời hết, các thứ vui đều không còn, tất cả tướng suy chợt hiện ra thức ép thân tâm, nên nhẫn như thế nào? Vì thế ta này, ta tuyên nói, chỉ bảo như vậy không phải siêng năng thực hành tinh tấn, nhẫn nhục như hòa, thương xót hữu tình, bảo vệ sáu căn tu hành bốn đế, không lấy oán thân mà tu bình đẳng, trí tuệ tăng trưởng, thâm nhập nghĩa vị, bỏ vọng theo chân, dễ dẫn thiền định, khi hết hoặc nghiệp, sau đó không sinh sẽ được giải thoát. Khi ấy trời đã thích muốn nói rõ lại nghĩa trên mà nói bài kệ, như vậy 12 xứ, sáu cảnh và sáu căn. Khi các thức sinh diệt, tương ưng thành vọng tưởng, người trí khéo tu tâm, không trụ sắc các pháp, nhập vào môn vắng lặng, lặng yên không một tướng, cần cầu pháp vắng lặng, không đọa cõi ma la, dùng tâm sạch đẹp này để luôn luôn nhớ nghĩ. Nếu hành tuệ như vậy, hoặc khổ sinh chỗ nào, ở trong ba đời kia đều tự tại không sợ, phiền não trói tự mở, tội nhơ không trải nhiễm, mắt tuệ được tròn sáng, thường trụ hành trong tịch. Thân trời đất xuống vui, còn bị tội nhơ dục. Vì sao người ngu mê, rồng tạo mười kịp ác? Nếu người tu trí tuệ hiểu rõ gốc rồi phước, sự khổ nghiệp hại chết cái gốc phải thoát khổ. Thời xưa, vào lúc Đại Thích nghe Đức Thế Tôn nói về những việc trong đạo ác, ông liền vì thiên chúng mà tuyên nói, Đức Phật bảo, nếu người nào được hỏi tội gốc của sinh tử thì gặp bạn lành trong được các gốc lành, nó sinh cõi trời, tỏ hưởng xuống vui, vi diệu, có cung điện trang nghiêm, báo ứng vô lượng. Nếu không rơi vào đường ác mà lại đánh say vào những xuống vui, khi hết phước lành, ác sẽ đọa lạc, với như đèn đuốc cần có nhiên liệu, khi nhiên liệu hết, đèn liền tắt. Như vậy đọa rồi, là bị gió nghiệp nhanh chóng thổi xoay qua lại, thế gian xoay tròn không dừng. Nếu các người trí chánh định tương ưng, do nghiệp vô minh không thể lay động, ví như rễ sen mọc nơi núi Tu Di không thể lay động. Thế vị trời kia nghe thiên đế nói pháp này rồi, liền dùng kệ ca ngợi thiên đế. Nay ngài nói pháp này dứt trừ tất cả chướng, tôi y lời thiên đế an trụ không sợ hãi. Cùng các quần sinh kia làm người cha từ bi, tuyên bày thành niết bàn, khiến họ được lợi lạc, pháp vốn không sai khác. Thiên đế khéo chưa nói, nên gặp thầy dạy đúng, được đến đạo vô thượng. Khế thiên đế là bạch, chớ tham đắm vào của cải ở thế gian. Nếu người liền bỏ nó, thì trí tuệ sẽ sinh ra. Nếu trở lại ưa thích, thì căn lành bị phá hoại. Bảy thứ thánh tài dần dần mai một, trải qua trong ngàn đời chìm đắm vào đường ác. Là nếu tiền tài ở thế gian không vững vàng tồn tại, bị nước lửa giặc cướp và các thế lực của vua đoạt lấy. Nếu là pháp tài, có bị các tay và nước và lửa tròn không thể hoại được. Chúng chư thiên các ông tuy có thế lực đầy đủ các căn thế lực ánh sáng, nhưng khi tướng suy hiện ra, liền sinh sầu não rơi xuống hư không, trải qua trong ngàn vô thiền na vào trong đạo ác kia. Đã thích liền nói kệ, như ông đại xuống vui giàu có không thể lường, khi tướng suy hiện ra nhất định vào đạo ác, như nghiệp đang tạo ra, tùy nghiệp quả lại sinh, tướng nghiệp thành cao đẹp. Quả dự thục cũng vậy, nghiệp có trên giữa cuối cùng phẩm loại tốt xấu, khi có quả báo kia hơn kém cũng như vậy. Cái ông suy nghĩ kỹ, sức sắc thân cao tuột, không tránh khỏi sinh diệt, làm sao mà không đọa. Thứ như các giống lúa bị lửa dữ đốt cháy, thiêu đốt đã phá hoại, mầm làm sao được sinh. Thân nhẹ rộng giả tạo, bốn tướng mau biến đổi, như ánh lửa đèn sáng không trụ trong sát na. Tâm tướng cũng như vậy, rộng giả không chân thật, luôn bị lậu tăng theo, làm sao được an vui. Sẽ bỏ mọi cảnh giới, chớ tự yêu thân này, chắc định khỏi luân hồi, qua đến nơi bờ giác. Khi đó vị trời ấy có phi điệu nói, là chúng ta đang ở rừng Ô Bát La, ở giữa rừng kia có ao tắm lớn, mọc nhiều hoa sen hồng. Khi nở mùi thơm phản phất, thân cánh lông của chim có nhiều màu sắc lẫn lộn, hình dáng giống như bảy báu, có mắt có ánh sáng, dù nói rất hay. Phi điệu này vui chơi mà ở trong rừng, thiên tử quan sát sự thông thích say mê của phi điệu đều nói bài kệ, ta thường ham vui chơi, trời người yêu cũng vậy. Tuy trời khác cầm thú, ái nhiễm thì không hay, không giữ gìn pháp hạnh làm sao được giải thoát.
nơi khác trời như vậy, phi cầm khác chỗ nào. Nay lại bảo các ông cho đấm năm dục lạc, nên tu pháp thù thắng sẽ được đại giải thoát. Khổ sinh già bệnh chết mãi không hại thân kia, thân trời cùng lại cầm được hiện lại bình đẳng. Bây giờ Đức Thích lại bạch: nếu có người trí liền nhớ đã được trong sạch, tội lỗi ở thế gian có biến khắp trời này, cũng không thể làm cho chìm. Vì sao? Vì người trí kia đối với nhân duyên sinh khổ có thể hiểu rõ, vả lại đối với mọi ân ái của bằng hữu tri thức và quyến thuộc ở cõi trời kia không hề bị lưu luyến. Chư tiên các ông vô siêu tham đắm, không lung không lìa luân hồi, nên cùng các loài phi cầm kia cũng không có khác. Là có chúng sinh đam mê uống rượu, mắc tội rất nhiều. Vì sao? Vì tâm thức của hữu tình mê loạn nên phạm phải nhiều lỗi lầm. Sắc rượu tuy mất nhưng nghiệp báo không bao giờ mất, ở trong năm nẻo xoay tròn không dừng. Ở trong tất cả tội, hơn hết là tội tăng thượng mạng, cho đến câu chi kiếp vẫn lưu chuyển không dừng, chìm đắm nẻo ác, bị phiền não trói buộc như Đức Phật đã nói. Bây giờ trong vườn của Đức Thích kia có nhà diệu pháp với đủ loài châu báu trang nghiêm cao đẹp hơn hết. Lúc đó chúng chư thiên đã đến trong nhà diệu pháp ấy. Bây giờ Đức Thích quan sát thiên chúng đã nói kệ: chúng chư thiên các ông, quá khứ tu hành tu lành ít được sinh trong cõi trời, nếu quả báo trời hết nhất định đọa luân hồi, nghiệp lực khó nghĩ bàn. Dẫn dắt các chúng sinh trong ba cõi năm nẻo sinh ở mọi nơi, các ông cần tinh tấn phải suy nghĩ chắc chắn, xin diệt trì chấp lát, đằng sau không tỉnh giác đường hiểm ác sợ hãi, nương theo các luật nghi vững vàng bảy giác chi, siêng hành tám chánh đạo, khéo trụ ở năm căn, tăng trưởng với năm lực, bốn niệm và chánh cần, thì bốn thần tốt kia như vậy không thoái chuyển, ác đến thành niết bàn luôn được vui tịch diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.